Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin Sài TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả và các bạn tin tức. Chấn động đảo Phú Quốc Việt Nam bắn tan xác ba chiếc tiêm kích của Campuchia. Bản tin cực nóng về tình hình tại đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Khi vào tối hôm qua mùng 9 tháng 5, Việt Nam đã bàn cháy ba chiếc máy bay J-20 của Campuchia khi cố tình xâm nhập vào đảo và tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội Việt Nam đang đủ trú tại đây. Diễn biến vụ việc này ra sao xin mời quý thính giả và các bạn nghe bản tin của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, sau khi bị Mỹ bác bỏ phần lớn chủ quyền lãnh hại mà Trung Quốc tự nhận của mình trên Biển Đông, và thái độ của Việt Nam trong việc này khi được Mỹ tuyên bố sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam và các nước liên quan cùng đấu tranh trong vấn đề chủ quyền đối với Trung Quốc. Trung Quốc vô cùng cay cú một mặt Trung Quốc sử dụng Campuchia cho người xâm nhập bằng đường bộ vào các tỉnh biên giới giáp Việt Nam để gây rối phá hoại như trong thời gian qua, lôi kéo người Campuchia và người Việt gốc hoa chống lại Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc cũng khuyến khích và ủng hộ Campuchia trong việc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, mà phía Trung Quốc và Campuchia cho rằng đã bị Việt Nam cưỡng chiếm trái phép, bao gồm các tỉnh miền Tây và có cả đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian qua, Campuchia đã có nhiều động thái gây hấn tại đây, mà phần lớn đều bị phía Việt Nam ngăn chặn và vô hiệu hóa nhưng Campuchia, dưới sự giật dây của quan thầy Trung Quốc, chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực này thưa quý khán thính giả, trong một diễn biến liên quan vào tối ngày hôm qua, có 8 chiếc máy bay C-20 mà Campuchia được Trung Quốc viện trợ đã bất ngờ bay vào tấn công các mục tiêu quân sự và có cả dân sự của Việt Nam tại đảo Phú Quốc. Trong đó có cả những chiếc máy bay chở theo lính dù đồ bộ với ý định tấn công bất ngờ và chấp nhoáng trên đảo để làm tiêu hao nguồn lực của Việt Nam và để gieo rắc sự sợ hãi làm cho dân Việt Nam phải bỏ chạy khỏi hòn đảo này. Theo một nguồn tin tình báo chúng tôi có được, Khoảng 60 lính dù tham gia vào chiến dịch trên trước khi bị phía Việt Nam phát hiện, các máy bay đã có đủ thời gian cắt bom và phóng tên lửa vào các hệ thống phòng không, văn phòng hành chính và nơi đóng quân của quân đội Việt Nam. Nhưng hơn nữa đã trượt mục tiêu. Sau đó hệ thống phòng không của phía Việt Nam được kích hoạt và đã phóng hàng loạt quả tên lửa bắn lên, làm ba chiếc máy bay của Campuchia bị trúng tên lửa và bốc cháy. Hai viên phi công của Campuchia đã kịp nhảy dù ra và khoảng hơn 20 người còn lại đã bị tan xác cùng chiếc máy bay khi bị trùng tên lửa và nổi trên bầu trời đêm kèo theo những vùng sáng rực, làm cho cư dân của đạo một phen kiếp đảm. Nhiều người vô vã theo phản xạ tự nhiên, gom quân tư trang của mình chạy về những nơi trú ẩn an toàn mà đã được các cơ quan chức năng trên đạo thông báo trước khi gặp phải các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Số máy bay còn lại của phía Campuchia vội vã quay đầu tháo chạy, mà chưa kịp thả xuống bất kỳ một lính dù nào. Ngay lúc này, các tàu ngầm của Campuchia hỗ trợ cho cuộc tấn công cũng phóng ra hơn 10 quả tên lửa hành trình. Cũng đều do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo, nhưng tất cả đều bị hệ thống tên lửa của Việt Nam đánh chặn thành công và cho nội tung giữa vùng biển khơi minh mông. Phía Việt Nam có 5 binh sĩ bị thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc tấn công này. Ba thường dân cũng bị trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện và cơ sở vật chất bị hư hại nhẹ. Sau khi bắt được hai phi công người Campuchia, Phía Việt Nam đã khai thác và biết được nguồn tin bất ngờ là theo lời khai của hai tên này, Campuchia và Trung Quốc đang có kế hoạch tấn công tổng lực vào Việt Nam trong vòng cuối năm nay, nhưng thời gian cụ thể thì họ không biết. Với những thông tin này kết hợp với các nguồn tin tình báo, Việt Nam có đủ thời gian và tâm lý để chuẩn bị đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào từ Trung Quốc và Campuchia. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi thông tin có liên quan đến hòn đảo Ngọc Phú Quốc. Kính thưa quý vị, những giai thoại truyền thuyết trên hòn đảo này gắn liền với hòn đảo Phú Quốc là những giai thoại truyền thuyết dân gian từ xa xưa. Thừa tiền nhân khai mở đất phương Nam tạo nên sức hấp dẫn cho hòn đảo này. Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam nằm gần vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc ngày nay còn có thêm mỹ danh là đảo Ngọc. Bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, tài nguyên phong phú đa dạng, cần liền với những hòn đảo này là những giai thoại truyền thuyết dân gian từ thời xa xưa. Thủ tiền nhân khai mở đất phương Nam tạo thêm nét hấp dẫn cho riêng nó. Dường tiên cách thị xã An Thới, huyền đảo Phú Quốc chừng 2 km. Dường tiên là một mạch nước ngọt từ khe đá chạy ra về sau. Người dân thường xây từ bao quanh để lấy nước giếng đơn giản chỉ là một vũng nước nhỏ. Nhưng rất kỳ diệu là cho dù lấy bao nhiêu, nước giếng cũng không bao giờ cạn. Truyền thuyết dân gian nói về dường tiên như sau. Chủ Nguyễn Anh Thất trận bị quân Tây Sơn truy đuổi, ông cùng đoàn quân chạy ra Phú Quốc khi cập bến thuộc An Thời ngày nay, cũng là để lúc lương thực và nước ngọt càn kiệt, lòng quân hoang mang dao động, chú Nguyễn đã cầm mũi kiếm xuống đất đà cẩm thán, nếu trời cho ta làm vua thì hãy ban cho ta nước ngọt và lương thực. Rất lời từ đầu mũi kiếm cắm xuống đã tràn ra nước ngọt có từ biển, nổi lên đàn cá cơm, vừa là đoàn quân có lương thực và nước uống ngày nay, quanh khu vực rừng tiên, còn có một số dấu vết được cho là của vua như vết kiếm dầu chân, mũ ông đội là tên của một vị tướng hộ xá trầm mình nhiều neo cho vua, chạy bị sóng biển cuốn trôi. Bà Kim Giao đây là nhân vật lịch sử đã đi vào truyền thuyết dân gian. Bà Kim Giao được xem là người đầu tiên có công khai phá đảo Phú Quốc. Bà Kim Giao thuộc dòng dõi, hoàng tộc chân lạc do trừng biển nên đã phải trốn sang đảo Phú Quốc. Tại đây bà khai khẩn lập doanh trại khai thác đồng cỏ rộng lớn cho đàn châu bà, mang theo bà cùng dân phu khai khẩn đất hoang để canh tác sản xuất những cánh đồng lúa xưa kia, ngày nay vẫn còn dấu tích. Dân địa phương gọi là đồng ba trên đồng còn nhiều cuộc xơi dấu vết của những trường gia súc ngày ấy. Dọc theo con sông cửa càn có một địa danh có tên gọi là Bồn Dinh. Bà nơi xưa kia là Kim sao lập danh trại về sau bà Hồi Hương, về cổ sử truyền thuyết dân gian còn kể, bà đã giúp đỡ lương thực cho chú Nguyễn Ánh trong thời gian ông ẩn nấu trên đạo lánh nạn Tây Sơn hiện nay. Có hai sinh bà, một ở cửa cạn, một ở gần sinh cậu. Sinh bà nằm trên cửa sông, cửa cạn xưa kia là mái tranh vách là đen sơ. Ngày nay qua nhiều lần trùng tu sửa chữa, sinh bà khang trang hơn. Hàng năm dân chúng tổ chức cúng bà vào dòng tháng dương âm lịch rất trang nghiêm và long trọng. Dân gian còn kể rằng lúc bà Kim Giao hồi hương, có để lại bầy châu. Sau này, trùng sinh sôi nảy nợ thành đàn châu rừng sống hoang dã vào những năm 60 của thế kỷ trước. Người ta vẫn còn gặp bầy châu này ở khu vực Bắc Đạo. Sở lửa hai quyền vương góp phần cho sự nổi tiếng của Phú Quốc là câu chuyện về dòng trò Phú Quốc quý hiếm gắn liền với truyền thuyết về loài quyền vương xa xưa trên đất đạo. Ông Hai, một lão nông chi điền ở xã Bại Thơm cho hay những câu chuyện về sở lửa đã xuất hiện hàng trăm năm trên đạo. Ngày xưa lúc trà dư tiểu hậu các cụ thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện rất ly kỳ về chó sói. Trong đó câu chuyện đáng tin cậy nhất là chó sói Phú Quốc. Có nguồn gốc từ hoang đảo ở Ấn Độ, được các hải tạc châu Âu nuôi trên tàu nên chúng thích nghi với sóng nước biển cả trong một lần đi trên biển do gặp bão. Bọn hải tặc phải tấp vào Phú Quốc tạm trú bầy chó sói sổng chuồng, chạy vào rừng từ đó chó sói bắt đầu sinh sôi nảy nở trên đảo. Người Thái đã có lúc cho rằng chó Phú Quốc có nguồn gốc từ sim, nhưng nhiều công trình nghiên cứu phản biện có cơ sở của các khoa học đã bác bỏ điều này, khẳng định chó sói là loại chó đặc hữu của Phú Quốc. Trên thế giới chỉ còn lại một vài loài giống này mà thôi, chó Phú Quốc rất được các thử săn tin dùng. Người ta thường gọi nó là khuyền vương, hoặc sói lựa, đây là loài chó tinh khôn dùng mãnh có thể tự săn mồi tha về cho chủ. Ông đào đựng truyền thuyết dân gian kể lại rằng, ngày xưa có ông lão sống trong một hang đà trên đỉnh núi Hàm Ninh. Ông hiền từ sau tóc bạc phơ, sáng tiên phong đạo cốt ông tu hành và làm dẫy trên núi, rất hiếm khi gặp ông xuống núi. Chứ ông trồng không đem bán mà đem xuống chân núi rồi treo ngay giữa ngã ba đường, khách đi đường có đòi cứ việc ăn nếu cần đến lương thực, thực phẩm. Thì ông gánh một cánh cụ xuống núi để đó rồi người dân sẽ mang thực phẩm đến để gánh lại và gánh cửa về dùng dân địa phương chẳng biết tên ông là gì, gọi ông là ông Đào Đụng. Bẵng một thời gian khá lâu người ta không còn thấy ông xuống núi nữa. Họ lên hang đá tìm thì ra ông đã mất. Người dân địa phương tin rằng ông Đào Đụng là hiện thân cho lối sống không sao đo tính toán, thoát khỏi hì nộ ai ố thương tình, nên cho rằng ông đã tu hành đắc đạo thành tiên. Đào Ngọc Phú Quốc ngày nay đã trở thành địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Đến hòn đảo tuyệt đẹp này, tham quan nghỉ dưỡng khám phá cảnh quan, nghe những giai thoại truyền thuốc xa xưa đầy thú vị. Kính thưa quý khán thính giả trong một bản tin liên quan chúng tôi, xin mời quý khán thính giả nghe về câu chuyện có một thỏa thuận lấy tù binh Khmer đỏ chiếm đảo Việt Nam để lấy dân thường Việt Nam bị chúng bắt cóc. Thế nhưng do Khmer đỏ trào trở, nên không một người dân nào được may mắn trở về. Quay lại mấy chục năm về trước, Thiếu tướng Lê Xã hội tức ông chính hội nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 9, người trực tiếp đưa các tù binh Khmer Đỏ sang Campuchia. Theo thỏa thuận trao đổi cho biết, ông cực kỳ thất vọng, nỗi thất vọng này vẫn còn theo ông đằng đẵng hơn 40 năm trời. Giao tranh ở Campuchia, quân của Việt Nam đã đánh quyết liệt để giải cứu các đạo bị chúng chiếm đóng và giải cứu dân thường, nhưng chúng đã đem dân đi và giết hết. Phía Việt Nam chiến thắng nhưng cũng không có người dân nào trở về chúng đã đem dân đi và giết từ trước đó rồi. Trong buổi buổi chiều tháng 6, vị tướng già nói rằng, về những điều mà đến giờ ông vẫn còn canh cánh trong lòng. Sau trận đánh 3 ngày, 27 tháng 5 năm 1975, quân Việt Nam đã giải cứu được thổ châu tiệt, gần 200 tên bắt sống, 300 quân Khmer Đỏ. Thế nhưng nhiệm vụ giải cứu trên 500 dân thổ châu đã không thành, khi trước đó quân Khmer Đỏ đã bắt cóc toàn bộ dân cư trên đảo rời đi nơi khác. Lúc này lại có tin quân Khmer Đỏ mang toàn bộ dân thổ châu về hướng Polowai, Pulau là quần đảo với hai đảo lớn còn được Việt Nam gọi là Hòn Ông và đảo Hòn Bà và đảo cực Nam Campuchia cách rạch rà 220 km, cách cảng An Thời Phú Quốc 113 km về hướng Tây. Trước 30 tháng 4 năm 1975, quần đảo này do quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Cộng Hòa Khmer nắm giữ. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, sau khi đánh thắng quân đội Cộng Hòa Khmer, Khmer Đỏ đã sưu quân đánh chiếm Bologai, và tàn sát hết quân của Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Khmer Đỏ đóng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình chiến sự biên giới của các nước để gửi tới quý thính giả và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Bản tin hôm nay của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức. Xin kính chào và hẹn gặp lại!